Dạ, thì kính chào chị. Dạ, chào Thanh Nguyên. Dạ. Chào tất cả cộng đồng mạng. Dạ. Hồi hộp gì? Hồi hộp lắm. Hồi hộp lắm. Chị đi về đây là lúc nào? Đi về 7 giờ tối hôm qua là đi rồi đó. 1 giờ đêm là tới Cần Thơ. À, vậy đó hả? Sáng rồi, lên đây. Rồi đến đây là 1 giờ sáng. Rồi chị ở đâu? Bình Dương. Không, ý là 1 giờ sáng xong rồi chị đi làm gì? Hôm đó thì Thành Nguyên nói là ở bên, nhớ là bên Nhi Đồng. Dạ. Tức là đi taxi sang bên đó, ngủ ở khách sạn đó xong rồi sáng lại chạy về đây. À, mình mướn khách sạn bên kia. Yeah. Ở xong rồi mới chạy qua đây ha. Dạ, đúng rồi. Dạ. Vậy là mình đi từ đâu về đây hả chị? Đi từ Bình Dương. Bình Dương ha. Bình Dương. Ừ. Cũng khá xa đấy. Chị đi mình à? Đã có ai đi? Con. À, có con trai đi cùng à? Trai. Vui thế nhỉ? Cha dẫn đi. Dạ. Rồi với sự nghiêm túc của mình về chặng đường khá xa, Thành Nguyên cũng chúc cho chị thật là nhiều may mắn ha chị ha. Dạ, cảm ơn anh Nguyên. Dạ. Rồi bây giờ chị cho Thành Nguyên hay nè, họ tên tuổi rồi tiền đạo hôn nhân của mình nào. Mình là tên Đỗ Thị Nguyệt, sinh 1975. Chị Đỗ Thị Nguyệt. Dạ. 75 ha. 75. Dạ. Rồi tình trạng hôn nhân của mình là ông xã chết vì Covid. À. Chắc cũng được vài năm ha được chị. Được 3 năm rồi. 3 năm rồi. Khoảng thời gian đó đến nay thì chị có tìm hiểu thêm ai nữa không? Mình có trên mạng có một người bạn. Người bạn đó là tên là Nguyễn Quang Huy. Anh giờ rất là bệnh nặng mà mình kết nối không có được. Mình qua cái dạng kết nối yêu thương á. Mà không có liên lạc được nhau. Mình có hẹn với anh là nếu mà em không gặp được anh á thì em sẽ về Thành Nguyên để em lên ghi hình. Rồi anh cứ lên tải cái trang của Thành Nguyên á rồi anh sẽ gặp em. Nếu mà anh có gặp được á thì anh liên lạc cho em. Khoan đã, cho Thành Nguyên hỏi này. Cái chuyện này chuyện ngoài lề xíu nha. Dạ. Cái anh Huy đó là chị đã gặp mặt chưa? Chưa. Chị mới nhắn tin thôi đúng không? Đúng, chân rồi. Mà cái anh đó là trên một cái chương trình kết nối yêu thương đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi chương trình đó Thành Nguyên đã nghe rất là nhiều rồi. Nhưng mà chị cũng muốn Thành Nguyên góp ý với chị không? Hay là thì Thành Nguyên sẽ góp ý sau? Dạ, cũng góp ý liền cũng được sao hết ạ. Ở đây cũng được đúng không? Dạ, đúng. Dạ, Thành Nguyên nói với chị luôn là nhân vật đó không có thật. Không thật hả? Buồn không? Không. Tại bởi vì lý do mà Thành Nguyên biết á là một ngày Thành Nguyên nhận khoảng 5 đến 7 cái phản hồi từ cái chương trình đó. Dạ. Tất nhiên thì cái đó là tùy mọi người thôi. Nhưng mà cái người đó là không có thật. Mà có đi chăng nữa cũng là cái người của cái chương trình đó cài vào. Đó là em nói như vậy để cho chị và mọi người trên cộng đồng ngày hôm nay thì Thành Nguyên chia sẻ đôi chút về cái vấn đề này. Dạ. Bởi vì người ta sẽ không bao giờ xuất hiện ra đâu để cho mình gặp đâu, mà người ta sẽ xui mình để cho mình xuất hiện trên cộng đồng và người ta có thể thấy được mình là như thế nào. Sau đó thì sẽ có rất là nhiều kia, có nghĩa là nhiều cái vòng loại mà mình sẽ phải vượt qua. Đúng rồi. Và cứ qua mỗi vòng như vậy là mình sẽ đóng một món tiền. Và cái chương trình đó Thành Nguyên đã ghi nhận có những chị đã bị mất số tiền nhiều nhất là hơn 1.3 tỷ. Trời đất ơi. Số tiền vừa vừa thì khoảng 400-500 triệu, còn mà 20-30 triệu, 50-70 triệu thì đếm không hết. À, là Thành Nguyên nói với chị để cho chị mình tỉnh ra nha, hôm nay tỉnh ra rồi. Tỉnh nhá. Đúng rồi. Dạ. Cái này không phải là Thành Nguyên nói để mà Thành Nguyên lấy lòng các chị đến với Thành Nguyên đâu, Thành Nguyên không cần. Dạ, chương trình của Thành Nguyên làm còn không hết. Nhưng mà cái gì mà nó gây ra cái sự bức xúc trong cộng đồng đó thì Thành Nguyên nói thêm đôi chút về cái vấn đề này. Thành Nguyên thì không nêu đích danh cái chương trình đó đâu. Mà Thành Nguyên biết vì một ngày nào Thành Nguyên cũng nhận được phản hồi. Và nhất là các chị ai cũng gọi điện khóc, bởi vì bị lừa quá nhiều tiền. Mà toàn là những người bị lừa xong tiền đó chỉ biết sao, toàn đi vay mượn anh em bạn bè, thậm chí vay nóng có luôn. Ôi giời, tao nói khóc lên bờ xuống ruộng luôn. Rất là thương. Rồi hỏi Thành Nguyên cách xử lý như nào. Thì bây giờ ra chính quyền báo thôi. Ra chính quyền báo thôi. Nhưng mà để mà làm cho ra ngô ra khoai thì thật sự rất là mất thời gian và tiền của mình bỏ vào đó cũng nhiều lắm. Rồi ok, thì ngày hôm nay theo như Thành Nguyên thì chị Nguyệt cứ bày tỏ bản thân đi ha. Rồi ai đó phù hợp thì lúc đó mình tính sau ha. Mình lên đây mình cũng muốn có một người bạn. Nhưng mà hợp thì nếu mà không hợp thì mình nói chuyện. Còn nếu mà hợp thì
tính tiếp. Tình trạng hôn nhân thì Thành Nguyên biết về chị Nguyên rồi. Con thì chắc là có một đứa hay gì? Hay hai. À, hai hả? Con trai đi học đại học luật xong rồi. À. Con gái thì đang học lớp 8. Đang ở với chị? Đang ở với chị. Công việc chính chị Nguyên đang làm gì? Thì làm ở công ty giày Vichen. À, công ty giày ha. Yeah. Chỉ là chị Nguyên chứ đâu Nguyễn, Đỗ Thị Nguyên. Nguyên đúng không? Yeah. Nguyên là giống Nguyễn như Cầu trong Nguyên Cầu á đúng không? Yeah. Rồi rồi. Rồi ok, ngày hôm nay thì chị Nguyên đến gặp Thành Nguyên thì cái ý trung nhân mà chị mong muốn tìm là như nào, chị chia sẻ thêm cho Thành Nguyên nghe nào. Chị thì đơn giản lắm. Chị chỉ cần một người là hiểu. Hiểu và thông cảm cho chị nè. Và phải thương hai yêu hai con của chị. Yeah. Chỉ cần yêu đó thôi. Chứ còn nếu giàu nghèo gì chứ không ấy, nếu ngoại hình thì dễ nhìn một chút là được rồi, ok. À vậy đó ha. Tuổi thì sao chị? Tuổi từ 60 đổ lại, 53 thôi, 52 thôi. Nhưng mà nếu mà được tuổi Châu, tuổi Sửu á với tuổi Mùi là chị ưng thôi. À hai cái tuổi đó là chị ưng nhất. Dạ. Yeah. Còn nếu mà không có thì cứ tùy duyên ha. Tùy duyên. Đôi khi á không có nằm trong cái độ tuổi đó nhưng mà biết đâu đó trong cái cách sống, cách ứng xử, trong cái sự quan tâm của người ta mà mình thấy ok thì cũng có thể đúng không ạ? Thì đó để cái đấy là ưu tiên số 1. Còn nếu mà không có thì mình nói chung là gặp ai á hạp với mình á thì mình sẽ đi tới. Còn không thì làm bạn. Điểm mạnh và điểm yếu của chị Nguyễn, chị chia sẻ cho em nghe nào. Chị thì nói chung là cũng không biết điểm mạnh điểm yếu gì đó. Nhưng mà chị mà đã thích làm thì là chị làm tới cùng, ai cản cũng không được hết á. Vậy đó hả? Nên là nhiều khi làm cái chuyện như là chuyện bốc đồng. Thích là làm không ai cản được. Giống như cái chuyện ngày hôm nay chị đến đây các con có cản cũng phải đi đúng không? Không, không có. Chiều hôm qua là chị mới đi làm về 4:30 á. Và chị nói Hiếu ơi, hai mẹ con mình đi Cần Thơ chơi đi. Nó hỏi đi chi mẹ, nó đi xuống kết nối chỗ Thành Nguyên á. Tức là hai mẹ con bốc đồ đi luôn á. À vậy đó hả? Chứ cũng không có dự định nhiều đâu. Chiều tối qua chị mới gọi cho em đó. Tính ra con chị cũng tâm lý ha. Quá tâm lý luôn. Thật sự Thành Nguyên rất là thích gia đình nào mà có con cái mà được sự ủng hộ đấy. Thì quá là tuyệt vời. Bởi vì sau này đó chị, mình về cứ suốt ngày gặp mặt nhau đó. Đó, mà không được sự đồng thuận nó khó chịu lắm. Nên là Thành Nguyên rất là mong muốn các anh các chị khi mà chúng ta đi đến gặp Thành Nguyên đó, thì chúng ta thống nhất với người thân trong gia đình cái. Về cái vùng miền đó, thì chị Nguyên có quan trọng gì không chị? Không. Vùng nào cũng được. Vùng nào cũng được. Ừ. Tại vì vùng nói mình phân biệt vùng miền cũng đúng. Tại vùng nào cũng có người. Người này người kia chứ không phải là vùng này người xấu mà vùng kia người tốt cả. Nhưng mình học như là vùng nào cũng được hết á. Chân thành là được. Về tính cách của các anh thì chị mong muốn gì thêm không? Nói chung là đừng có gia trưởng quá. Đừng gia trưởng quá. Là nhưng có một chút xíu cũng được. Có chút xíu cũng được, mạnh kiểu như là có một chút men thôi. Cho nó mạnh mẽ đúng không? Mạnh mẽ chút thôi chứ đừng có mà. Chứ đừng có mà gia trưởng quá, nó ngột ngạt gia đình lắm. Thật mà. Nó phải sống phải hài hòa, có hài hài một chút. Chứ mà cứ cứng đơ cứng ngắt gia đình nó ngột ngạt lắm. Nói chung là cuộc sống mình phải có vui có giỡn xíu hai chị ha. Để cho nó có cái hương vị trong cuộc sống chứ. Rồi sau này mà kết nối thành công thì chị Nguyễn tính cái hướng tương lai cho hai chị như nào? Nhà chị có nhà có cửa rồi. Ở bên chị cũng được mà giả sử như bên anh cũng được, sao cũng được. Con chị nó dễ lắm. Đó, nhà chị thì về nhà chị làm. Còn nếu mà về theo anh thì, nhưng mà nói trước là chắc chị không theo anh được nhiều đâu. Mà phải con chị còn nhỏ, 8, mới học lớp 8 mà. Thì phải lo cho con chị qua đại học thì mới đi được. Lúc nãy em đã hỏi công việc của chị Nguyễn như thế. Là chị làm công công ty giày Vichen. Rồi ok chị, thì Thành Nguyên cũng chỉ hỏi những cái ý chính như vậy thôi. Sau ngày hôm nay đó thì có sự để ý nào từ các anh thì Thành Nguyên sẽ báo cho chị hay. Nếu như mà anh nào đó mà chưa lên kênh ấy, thì cứ đến gặp Thành Nguyên, Thành Nguyên sẽ bắt nhịp cầu. Còn không thì chị Nguyễn xem kênh của Thành Nguyên đã, chị cũng biết rồi. Có nhiều anh trên kênh rất là dễ thương nhưng mà cái duyên người ta cũng chưa tới. Thì chị xem ai đó phù hợp thì cứ
bắt máy gọi Thành Nguyên là Thành Nguyên sẽ bắt nhịp cầu thôi, Thành Nguyên sẽ gửi số qua. Trước lâu lắm rồi, chị có quen, có chị lên kênh của Thành Nguyên, chị thích cái anh mà ở Đồng Nai á. Mà anh đi, anh đó tên gì, quên mất tiêu rồi. Mà chị thích anh lắm. Mà hôm rồi chị lên tớp tớp chị vẫn thấy anh á. Chị thấy anh á mà chị nói là ủa anh này lâu lắm rồi mà sao vẫn chưa thấy kết nối được. Nhiều khi là cái duyên chị. Đôi khi có nhiều người rất là dễ thương nhưng mà cũng nhiều người xin số, nhưng mà trong quá trình trò chuyện ấy, nó một vài người nhìn thì dễ thương vậy nhưng mà đến khi mà cái anh đó anh trò chuyện thì lại không có hợp chẳng hạn. Đôi khi nó cũng hơi lấn cấn như vậy, cũng khó nói. Để chị về chị coi mà lên mạng mà còn anh đó đó thì chị sẽ liên lạc với Thành Nguyên để xin để kết nối. Bất kỳ ai cũng được. Cứ lên kênh rồi là xin số ai cũng ok hết á chị. Rồi thì có sao sau ngày hôm nay Thành Nguyên sẽ báo cho chị Nguyễn hay sao? Không biết là cá nhân chị Nguyễn có cái tâm tư, cái nguyện vọng gì nhiều hơn về bản thân mà muốn chia sẻ thêm cho các anh nghe thêm, chị cứ thoải mái chia sẻ cho em nghe. Thôi nhiều đó đủ rồi. Còn gì có gì để mai mốt mình để nếu mà liên kết nối được thì mình sẽ liên lạc lại sau, mình chia sẻ sau. Thành Nguyên thì Thành Nguyên cũng phải nói thêm một điều này nữa. Cái này thì clip nào, nhân vật nào Thành Nguyên cũng nói nhưng mà nói cũng không có dư, không có thừa. Bởi vì là Thành Nguyên là cái người bắt nhịp cầu lúc ban đầu thôi. Còn quá trình sau này mình tìm hiểu là cố gắng tìm hiểu kỹ ha chị ha. Đến đây thì ai cũng ít nhất là một lần tổn thương, ít nhất là một lần đổ vỡ rồi. Ai cũng có những cái nỗi niềm riêng. Cho nên là khi mà chúng ta đến đây mà rước thêm cái đau khổ vào nữa thì thôi thà mình ở vậy đúng không ạ? Cho nên là khi mà chúng ta tìm hiểu thì là cố gắng tìm hiểu kỹ và đặc biệt là không có liên quan gì về vấn đề tiền bạc. Để tránh mất sự đoàn kết ha chị ha. Thành Nguyên thì Thành Nguyên phải nói những cái điều này, mặc dù không muốn nói đâu nhưng mà cũng phải nói, bởi vì có nhiều người lên đây để mục đích là lợi dụng về cái vấn đề đó. Nên đặc biệt là các chị là cái người bị chịu thiệt thòi nhiều nhất. Đôi khi cũng có các anh nhưng mà ai thì Thành Nguyên cũng phải dặn dò những cái điều như vậy để tránh cái sự tổn thương sau này. Rồi ok, cuối chương trình chị Đỗ Thị Nguyễn có điều gì đó muốn nhắn gửi đến cho các anh cũng như là quý khán giả đang xem chương trình của Thành Nguyên vài điều ạ. Cảm ơn Thành Nguyên rất nhiều, cảm ơn chương trình. Nếu mà mình kết nối được á, mình rất là thật, rất là cảm ơn luôn á, tại vì mình sao giờ hồi hộp á. Bây giờ vẫn đang hồi hộp á. Thôi để mình đến đây thôi đi, mình nói mình rung quá trời rung rồi. Rồi ok chị. Cuối chương trình thì Thành Nguyên cũng chúc cho chị Đỗ Thị Nguyễn thật là nhiều may mắn thành công cũng như là sớm ý chung nhân mình hồi đáp lại sớm chị ha. Cảm ơn Thành Nguyên. Chúc chị trên đường về bạn sự bình an. Cảm ơn.